15 tháng 5, thì Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Y tế nghiên cứu sớm đề xuất việc công bố hết dịch và chiến lược phòng chống dịch COVID-19 cho giai đoạn mới. Chiến dịch cần lâu dài, đảm bảo hiệu quả về y tế, bền vững về kinh tế. Tính đến ngày hôm nay, thì nước ta đã bước sang ngày thứ 30 không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, đồng thời các biện pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy xuất nhập khẩu. Từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội cũng đã được thực hiện tích cực. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài, chưa mở cửa du lịch quốc tế, các ngành quân đội, công an, y tế tiếp tục